chào anh em nhé, chào mừng em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Anh em ơi, anh ba ơi, anh quay mảnh tiểu sáo đi, anh quay lại mảnh tiểu sáo đi. Ok luôn em. Ok, ngày hôm nay thì mình và Minh đang quay trở lại nhà mảnh tiểu sáo để review cho anh em xem. Review cho anh em xem, đọc chuẩn chính tả luôn à. Review. Đấy, ok các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ sang nhà mảnh tiểu sáo để review cho anh em xem về siêu phẩm mới của mảnh tiểu sáo mới làm. Đón đợt gió Bắc rồi nha anh em nha, bắt đầu vào gió Bắc rồi. Bắt đầu vào gió Bắc rồi, anh em đã chuẩn bị cho mình những đứa con tinh thần và những con diều gọi là chịu gió tốt chưa? Nếu chưa anh em hãy liên hệ với tôi. Nếu mà những con diều mà có cái chế độ bảo hành mà dùng nét VIP ấy, thì tôi sẽ làm từ 2,5m đổ lên, 2,5m trở lên. Đấy anh em, thích bao nhiêu mét thì liên hệ với tôi qua số điện thoại 0397454906. Đấy, bụi quá. Ok anh em, bây giờ thì qua nhà Mạnh thôi, xem siêu phẩm của Mạnh nhá bạn ạ. Và hiện tại thì mình đang có mặt trực tiếp tại nhà em Mạnh Diều Sáo. Anh em ở đây, Mạnh Diều Sáo đây. Chào mọi người. Chào mọi người. Mọi người dậy. Đây các bạn ạ. Và hiện tại ngày hôm nay mình đang có mặt ở nhà em Mạnh Diều Sáo để chiêm ngưỡng hai con diều này. Mạnh lấy Mạnh bảo gì cơ Mạnh? Lấy đi đường anh gọi điện Mạnh, Mạnh bảo gì cơ? Mạnh bảo ấy á. Đây Mạnh bảo đầy thằng cứ bình luận bảo xem không bỏ, xem video ngắn một tí đã hết rồi. Vào nhà quay cho máu. Vào luôn. Mạnh là con con đỏ này. Cười. Thế đấy. Ái dạ ơi. Nhảy. Làm sao mà mấy đẹp thế. Anh nhảy mấy chế độ liền cơ mà. Để anh dựng ra đây. Mạnh dựng đây tối mình thôi. Tôi không nhìn thấy. Không nhìn thấy. Không nhìn thấy nháy đây. Gần đấy. Ấn đi. Quay Mạnh đi. Mạnh đứng đây, Mạnh ấy cho anh xem à. Mấy chế độ? Ba chế độ. Chế độ thường. Hai là chế độ nháy nhanh. Ba chế độ sport đúng không? Nháy liên tục đúng không? Nháy dồn dập. Nháy một dồn lỗ, hai lỗ dồn đúng không? Mày đạn rồi đấy. Các bạn ơi, mỗi khi mà đến với Mạnh thì là anh em cũng có thể hiểu và có thể biết đúng không? Đầu tóc dài chán mình đang nuôi tóc các bạn. Anh em cũng có thể hiểu và cũng có thể biết là khi mỗi khi đến với Mạnh, mỗi khi đến với Mạnh thì chúng ta sẽ được gọi là xem những video đầy tính chất giải trí đúng không ạ? Đầy tính chất giải trí và đầy những thứ gọi là ngập tràn vui vẻ anh em ạ. Đấy. Có thể nói là như vậy. Và trong cái video ngày hôm nay thì vào thẳng hả? Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi được thẳng vào vấn đề chính về cái con diều này. Quả sáo để ở đâu ta em? Quả sáo mua 100 về sơn. À, quả sáo mua 100 về sơn. Thế sao lại phải sơn lại như thế này? Sơn cho bóng. Quẩy lắm vậy. Sao lại phải sơn như thế này? Sơn cho nó bóng. Thế quẩy làm gì vậy? Anh rốt quá. Cái khung phải sơn này mình. Sơn nó mọt thì sơn làm gì? Mọt thì đâu. Khung này sơn để làm gì? Sơn còn đẹp nó kính hơn. Phải mà khung sơn để làm gì nữa? Quẩy lắm đi. Tập trung vấn đề đi. Đây anh em ạ. Đây là một con diều à? 2m mấy? 2m35. Sao lại sao em lại đi làm 2m35 này? Đầu bừa mới lên à. Cái này là túi bóng à? Túi bóng mua ở đâu? Ở chỗ không phải mua đấy là chỗ làm cây. À, ở chỗ làm cây nên là tiện đúng không? Thì cái chỗ này là cái túi bóng mà chỗ người ta vẫn đậy cây đúng không? Vâng, cô có mua. Tiết kiệm. Rất là tiết kiệm. Nhưng mà cái khung ngoài sơn này làm gì?
Em mà sự nghiệp của mình. Em mày em mới quảng cáo với mình đây, Sơn Xịt đúng không? Sơn Xịt mua bao tiền lọ em? 30 một lọ, mua ở đâu? Cái thằng ở trên phố nó lấy ở đâu về nó bán cho em? À, 2m35. Ôi, cũng chê quá. 2m35 cho một cân diều này. Phải nói là rất là đẹp anh em ạ. Tre này là tre tươi. Tre tươi sơn vào cho anh em không biết nó là tre ta, à, tre già hay là tre non. Phải không? Tre tuyển. Ai giờ? Tre tuyển đấy. Tre tuyển, em định nghĩa như thế nào là tre tuyển? Em tuyển nó kiểu gì? Kiểu cái tre xăm đốt ấy, tuyển phát về sân luôn. Em viết biển ngoài kia, em ghi chữ tuyển tre đúng không? Tuyển tre. Ôi không, ông ngoài cha biết cái gì. 2m35, con này đã lên bên trái bao giờ chưa em? Đến 2 lần. Đến 2 lần rồi đúng không? Khi mua con diều đấy là được tặng con diều này à? Tặng thì tặng cũng được. Tặng thì tặng cũng được, cái chương trình tuyển gì. À, con này em bán bao tiền này? Con diều mét 7 mét 7 của anh. Em bán hẳn là em nói công khai giá luôn cho các bạn xem con diều này cả diều cả sáo bao tiền? 4 lít. Cầu là xanh dần thế luôn. Cầu đi review vào buổi sáng khả năng dậy chưa bánh răng nào. Chưa cả kịp bánh răng luôn. Đây các bạn ạ, và sau đây là một con diều xin giới thiệu với tất cả anh em trong cái video ngày hôm nay. 80 mét. Một con diều bao nhiêu mét? 80 mét. Một con diều 1m2, khi chúng ta mua combo diều này thì sẽ được tặng con diều này. Đấy, 1m2 full tre các bạn ơi, đời. Tre tuyển. Tre tuyển luôn. Ừ, tre tuyển nha, hàng tuyển luôn. Hàng tươi, vừa tuyển xong. Hả? Vót tươi không phơi? Vót tươi không phơi cho ót rồi. Rồi. Siêu đảo luôn. Con này lên bao giờ chưa? Chưa, này phép. Thì test rồi mới trùng bóng dưới này chứ. Trùng hay không trùng nữa. Giờ các anh em ạ, à, ăn nèo lệch một tí thôi. Lệch tí thôi. Nèo hơi lệch một tí. Khâu rất căng. Căng này nó gọi là căng đét. Nó có thử ra đồng đâm không? Sơn khung làm gì cho nó mọt tí sơn. Sơn khung mọt cho làm gì? Sơn khung làm gì đấy nó vẫn mọt. Mọt giống không biết tí. Sơn làm gì nó mọt. Ok, anh em ơi, không giải thích nhiều với anh em, đi test thôi. Giờ mình sẽ đưa các bạn ra ngoài đồng mà test con diều này nhá. Ui, mạnh đây rồi anh em ạ, mạnh của anh em ấy. Mạnh ấy bảo. Mạnh ấy bảo mình là như thế này các bạn ạ. Mạnh ấy bảo là mạnh ấy bảo đi qua chỗ chợ này đã các bạn ạ. Đi qua chỗ chợ này đã thì mình sẽ nói ngại quá. Mạnh ấy bảo là đi vào nhà quay cho mà không. Hả? À, hả? À, đi vào nhà quay mà. Hả? Mày quay mà, nhiều thằng bảo quay video ngắn xem bóng đá. Mua nhà mà. Đến với Mạnh ấy nhỉ, hải tết anh ạ. Hải tết 2024 sớm. Cao ơi, giời ơi, cảnh đồng quê thật là yên bình. Yeah, có phải không ạ? Tôi nói không? Để anh nói với em, cuộc sống như vậy nó mới là cái đéo gì nhỉ? Trên đường. Phải không nhỉ? Ở trên TikTok ấy? Chắc thế. Cuộc sống như vậy mới thoải mái. Không cái gì ấy. Em nhẹ này. Để cứ vô từ vài lạc quan lên em ơi. Anh em ơi, bảo đâm con bé ở trước em ạ. À, đâm con to ở trước em ạ. Đâm con bé trước anh em ạ. Ok, tất cả nào thì cũng làm test thôi. Con nào thì cũng phải đến lúc test thôi. Em thích đâm con nào trước? Đâm con nhỏ trước nhé. Em thích đâm con nhỏ trước.
con nhỏ xíu. Mạnh tại điệu lắm. Thầy tại điệu. Em thích đâm con nhỏ xíu. Chết. Không nói thế. Không nói em mạnh. Đâm ở đâu em? Đâm thẳng đến đâu đúng không? Ok các bạn đi theo mình để đâm diều của Mạnh Diều Sáo FC Sát Bờ Đê. Cái tên được sinh ra ở đâu? Các bạn có biết không ạ? Cái tên của Mạnh được sinh ra là ở đây. Đây. Bờ Đê kìa. Đây. Mâm nhà Mạnh nó ở cạnh Bờ Đê mà. Thì gọi là FC Sát Bờ Đê. Thế là nhà mình ở mặt đường. FC mặt đường. FC Sát Mặt Đất. Ok anh em ơi. Nói chung là diều của mọi người thì lên hết rồi chưa kìa. Trao đảo cả lên hết rồi. Còn con này thì mình không biết như thế nào. Nhưng mà khả năng gió bắc đợt này lại là có gió trên chứ không có gió dưới rồi. Mình đã phủ với cái ý định mình đâm một 6 mét mái rồi. Không sao. Ow. Dơm mắc dơm rồi. Anh em ơi. Ô to lên nào. Hai bắt lên. Ôi. Lên đây. Đá lên sao. Nhưng mà không nhìn thấy gì. Thôi. Lên rồi nhá anh em nhá. Ôi trời. Chỉ vần một bằng một vài cái động tác của Mạnh là con diều đã có thể lên rồi. Ôi đang thả dây luôn kìa. Thả dây luôn này. Anh em có thấy không ạ? Không thấy được. Tại vì diều nó màu diều trắng. Màu trắng. Diều màu trắng. Đề nghị Mạnh lần sau không thử đi ăn. Quá dễ lên luôn các bạn ơi. Các bạn có nhìn thấy diều của Hoa được không? Của Hoa vẫn nhìn con diều kia nó mờ. Tại vì các bạn là cái con diều trắng Mạnh. Mình sẽ đi bỏ Mạnh. Mấy mày nhờ. Mày cho anh trải nghiệm á. Các bạn này lên luôn này. Ôi giời. Thằng đứng luôn. 1m2. Thả chỉ dù mua của nhà mình sao? À, không phải mua đây à. À, mày có mua của nhà anh chứ đâu. Mua của nhà anh. À, mua phố cót sỏi. Cái nhà cạnh tranh. Chết rồi, mày không mua của hai nhà rồi. Nó có một chí không mua của anh. Anh mua bác cho nên không thì em không dám mua. Cái gì cơ? Bán là chỉ. À, nhà anh bán chỉ mà. Mày em bảo là sợ anh để anh làm, em không dám mua. Con diều này em bán, nếu mà bán thì nó tầm bao tiền em? Hả? 50.000 à? 1m2 diều như này 50.000. À rất là nhiều anh em bảo mình bảo là bảo Mạnh Diều Sáo ship cho một con với em bảo mình lấy hộ. Anh em mua của Mạnh Diều Sáo thì anh em liên hệ trực tiếp qua Facebook Vũ Văn Mạnh, ảnh đại diện là cái diều màu đỏ nhá. Và qua tận nhà lấy giúp em Mạnh chứ con diều như thế này không thể ship đi được. Đấy, diều liền có ship được đâu, Mạnh bảo thế. Nào, lên đi. Lên. Quá sợi là ok rồi các bạn này. Anh em nhìn thấy dây ấy, đúng không? Vươn. Đây, vươn này. Đỉnh cao luôn. Nhưng mà không thấy diều luôn. Gió là gió trên rất đều. Gió trên rất đều. Mày làm con diều trong vòng bao lâu mày? Con này 4 tiếng anh em ạ. 4 tiếng, chỉ với 4 tiếng thôi. Em đã kiếm bằng 50 rồi. Một ngày là bao nhiêu tiếng? 24 tiếng. Một ngày là 24 tiếng đúng không? Ngày 5 con diều. 5 con diều. 55 hà 25. Nhưng mà phải tính thời gian ngủ nữa chứ. 250.000. Điên à. Không ngủ luôn. Có bao giờ không ngủ đâu. Ông chơi diều. Đây rồi, ông đây rồi. Gạt muộn đấy không? Đi soi. Dân gạt đâu, đây là còn sớm. Trong ở bên Việt, ở bên Việt Yên người ta còn đang cấy rồi, đang cấy rồi, biết rồi. Bên mình gạt muộn này. Đây anh em ạ. Đồng quê của chỗ chúng tôi nó đơn giản như này thôi. Đấy, cứ chiều chiều ra đây các ông đi làm ruộng như thế này đứng thả diều mấy con vui lắm. Rất vui luôn. Không nhìn thấy diều nhỉ? Nhất của mình là như vậy. Không nhìn thấy diều. Thế giờ ra được diều đâu Quấn à? Quấn. Thả đi, thả ra lên đây trong năm con kia em. Cho sướng, một mình trông 4-5 con diều luôn nè. Thả đi thế này, em thả đi.
đấy, những cái đường giật rất là khoan thai đến từ mạnh diều sáo. Giật như mấy cái giật ai tuần à, mình học được cái kiểu của mạnh rồi tuần không bao giờ giật như mấy câu luôn. Cái con này khả năng là gió nó cứ đèo đèo rồi gì ấy. Thả ra các bạn ạ. Thả được ra rồi. Thả ra xong bắt đầu ạ. Giữ lại giật xong cuốn. Thằng lúc có cuốn kiểu này. Các bạn ơi, và sau cái phần đâm con diều đầu tiên thì chúng ta sẽ bước qua cái con diều thứ hai của em Mạnh. Có đẹp quá anh em ạ. Thì ngay bây giờ thôi, nói chuyện kiểu MC nhá. Ngay bây giờ thôi thì mình sẽ đưa cho anh em đi test một quả siêu phẩm bật đèn nháy luôn ban ngày cho nó rõ anh em ạ. Trời luôn, quá là tuyệt vời. Phải không quý vị? Quý vị ở quê có bao giờ quý vị được quý vị được thả diều ạ? Quý vị ở thành phố làm sao quý vị biết được ở quê tôi thả diều như thế nào? Dụng rồi. Dạ thưa quý vị. Con diều kia dụng rồi. Dạ thưa quý vị, con diều kia dụng rồi quý vị ạ. Ôi trời ơi, dụng ngứa. Bà Phương Hằng, bà anh có câu gì nhỉ? Mình hay ấy nhỉ? Để nói về đồ ăn chơi ấy thì bà sói vừa không thiếu. Nói về xéo và dịu không ai bằng tôi. Không ai bằng tôi đâu, vì sao sẵn. Dìu và sáo tôi nhiều vô kể. Thưa cái gì? Sáo tôi trước một nhà. Dìu tôi trước một đống. Ok. Quý vị ra đằng sau xem đi quý vị. Quý vị ơi. Lên 2-3 lên. Đưa nó về xe kia. Không sao, không giấy mạnh, nó yếu rồi. Bây giờ dạ thưa quý vị, điều của Mạnh không lên rồi. Không phải, gió lên rồi nhưng mà không có gió á. Gió đâu mà rồi cho nó lên. Ê, đang đảo. Đảo ơi. Đảo và Mạnh đang kéo anh em ạ. Một cái form diều phải nói là quá sợi là tuyệt vời của Mạnh. Riêng Mạnh nói về cái đồ fake diều anh em ạ thì không ai bằng Mạnh. Không ai bằng Mạnh đâu, thưa quý vị. Nói về fake diều. Chắc là á phết đây. Siêu đảo rồi, thôi bảo Mạnh kéo rồi. Phải dậm thế đâu. Không lên nổi, nó có lên nổi đâu mà. Không lên được, gió nó chỉ có một tí thôi. Mạnh nó đang cố gắng thả lắm đấy nhưng mà không được các bạn. Quý vị ạ. Kéo thôi em ơi, có lên ở đâu kéo đi. Kéo đi. Quý vị ra đây tôi sẽ cho quý vị xem bản nó kéo. Cắt tay đi em ơi. Đây rồi, ôm nào tôi. Vâng, cứ đi. Nhiều cái gieo thế. Vâng, đúng bà. Rồi, chuẩn bị vào ruộng mùng tơi rồi. Tơi luôn. Ôi rồi. Tận tay em ơi. Tận tay đi. Ôi gì. Ôi, điều đơn giản. Đơn giản nè. Mày hỏi đơn giản nè. Anh em ạ. Thì sau hai cái con diều vừa rồi được test các bạn thì mình sẽ đưa các bạn ra đây chỗ của em Mạnh. Đấy, thì trong cái video này em Mạnh em đã nói với tất cả mọi người đúng không ạ? Là cái con diều này 400. Khi mua cái con diều này thì sẽ được tặng cái con diều kia trị giá 50 đúng không? Thế tổng cộng các bạn phải trả là 450.000. Đấy, mua một tặng một tính tiền hai. Mày không ba. Đây là Mạnh đang đi ra đây rồi các bạn ạ. Đấy. Mà
anh em chúng tôi hơi làm phiền những người nông dân một tí. Đấy, những bác nông dân đang phơi dơm. Sao em? Dối à? Mày đưa anh, đang học cuốn không? Mạnh học cuốn dây ác lắm anh em. Cái máy mạnh cuốn dây như bộ trợ lực. Cái khô mà mua dây em chẳng cuốn được. Thế á? Quả là cuốn chắc lắm. Cuốn chắc thì tuôn nó sẽ vụt vào tay. Cuốn chắc thì tuôn nó bơi vụt vào tay. Dây nó vụt vào tay à, anh ngủ thế này. Không như thế đâu. Không phải như thế đâu. Lắc. Lắc. Đây, để xuống. Ê, để xuống. Lắc. Ê, sợ ủi dạ. Em cuốn lại anh xem. Để bên anh em xem nha. Cuốn nhanh à? Không. Ê. Anh em thấy tôi giống không? Cuốn nhanh lắm. À, cuốn nhanh như máy ấy. Như máy luôn. Mạnh. Nèo. Gọi là mạnh. Đúng cái chất tên mạnh luôn anh em ạ. À. Không bao giờ yếu. Chuyên gia diều. Chuyên gia diều. Chuyên gia diều 20.000 một chiếc. Đúng rồi. Bây giờ nó lên giá không ạ? À? Cả diều cả sáo được 400 rồi. 400.000 con diều này cả diều cả sáo rồi. Diều bé thì trả 20 cơ. Nó là chuyên gia 20.000 thôi. Con diều bé bé kia bằng này bây giờ nó lên 50 với ông ạ. À. Tăng giá rồi. Mày 50 không mua. 50 thì không mua. Thôi 20 không mua đẹp chơi. Nó bảo không mua thôi, không mua để chơi. Mấy triệu bạc ấy. 20.000 ok, ok anh em ơi. Và từ lễ đến giờ chúng ta cũng đã được xem rất là nhiều những cái màn đâm diều và kéo diều, test diều mãn nhãn đến từ vị trí của mạnh diều sáo đúng không? Thì ngay sau đây thôi thì mình sẽ xin phép kết thúc cái video này tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nếu anh em nào cảm thấy video của mình hay thì đi ra đây. Nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ ở kênh nhá. Vừa mới ngủ dậy không? Mạnh chào mọi người đi. Chào mọi người. À, Mạnh có... Thôi được rồi, ok. Chào mọi người.